Tập 17. Mau, mau đi dập lửa. Nhanh lên, mau, đi, mau lên. Dập lửa nhanh lên. Mau, mau lên. Mau đi kiếm nước đi. Cô là ai? Nhạc sư chơi đàn hay là điệp giả đại lương? Ngài thông minh như vậy, sao lại không đoán ra thân phận ta chứ? Người đại lương. Hoài công tử thông minh như vậy, trời định ra làm nghiệp lớn. Đột nhiên tới thăm là có việc gì? Ta đến gặp Vũ Văn Tịch. Những năm qua, ổng vẫn luôn làm việc cho đại lương ta. Đáng tiếc anh hùng đến lúc già đã không còn hùng tâm tráng trí như năm xưa. Ta cần tìm một người thật đắc lực để thay thế vị trí của ổng. Và Hoài công tử chính là người thích hợp nhất của ta. Lần đầu tiên hai ta gặp mặt, ta đã biết hai ta rất có duyên với nhau. Có điều không biết nhân duyên này là họa hay phúc. Phúc họa song hành, đi liền với nhau. Huống chi thời vận khó lường, không thể chỉ tóm gọn một từ phúc họa. Hoài công tử túc trí đa mưu, chắc chắn biết liên thủ với ai sẽ thành đại nghiệp. Quốc sắc thiên hương, nguyện lọt mắt xanh, Vũ Văn Hoài ta vinh hạnh vô cùng. Hoài công tử đúng là biết thời thế. Chỉ là chỗ tổ phụ ta thì... Hoài công tử có thể yên tâm, Vũ Văn Tịch đã đồng ý với ta để ngài tiếp quản Hồng Sơn Viện. Tất cả đều do Hoài công tử toàn quyền định đoạt. Phía Thanh Sơn Viện có động tĩnh, một lượng lớn nguyệt vệ đã tiến vào Cực Lạc Các. Xem ra hành tung của chúng ta đã bị bọn chúng phát hiện. Vũ Văn Nguyệt dám xông vào Hồng Sơn Viện của ta. Một đám lâu la không cần phải sợ. Chỉ là vài tên nguyệt vệ, chúng ta cứ giết hết thôi. Khoan đã, bức dây động rừng tránh tổn thất lớn. Công tử có diệu kế gì? Hồng Sơn Viện của ta có mật đạo, các cô có thể thần không biết quỷ không hay mà rời đi.
Ôi trời ơi, đây có còn là sơn động ta mới vừa rời đi không vậy? Sao lại ấm áp như vậy chứ? Ôi trời, hóa ra có một vị cô nương xinh đẹp đã đốt một đống lửa ở đây. Đúng thiệt là thông minh. Ta còn tưởng ông sẽ không quay về chứ. Lại không tin tưởng ta nữa rồi. Ta đã nói rồi, không có chạy thoát được đâu. Chấp nhận sự thật này đi, có được không? Hả? Cô nói xem chúng ta có được xem như là cái cảm giác cùng chung hoạn nạn hay không? Đương nhiên là phải rồi, cái đồ gốc còn phải hỏi nữa hay sao chứ? Chắc chắn là như vậy rồi. Ta cũng thấy là như vậy. Nếu như vậy, ta càng không thể lén lút bỏ chạy ra ngoài một mình được. Như vậy coi sao được chứ? Cô yên tâm đi, Tả Bảo Thương này không có làm chuyện bẩn thỉu như vậy. Nè, uống rượu đi, làm cho ấm người. Ăn bánh, lấy sức. Không có độc đâu. Không có tin tưởng ta một chút nào hết trơn à. Với lại hả, cho dù là có độc đi thì cô cũng đâu có ngửi ra được, đúng không? Sao ông biết ta không ngửi được? Tự nhiên ta có một thứ cảm giác. Ta đã thích cái cảm giác hai chúng ta cùng bị nhốt ở đây. Sao ta lại cảm thấy như vậy chứ? Hey, cái cảm giác này thật là tuyệt. Ta hy vọng hai chúng ta cả đời bị nhốt ở đây luôn. Nó giống như đứa con của hai chúng ta vậy. Chúng ta ở đây nuôi nó lớn nên người. Chúng ta ở đây có cuộc sống vất vả cực khổ, vui vẻ hạnh phúc. Ông câm miệng ngay cho ta. Không nói chuyện không ai nói ông câm đâu. Được thôi, tôi câm miệng thì câm miệng vậy. Không nói chuyện, không được nói chuyện. Triệu Tiền Tôn Lý im miệng hết đi. Có một cô nương đáng yêu không cho chúng ta lên tiếng kìa. Giọng của bọn ngươi là lớn nhất luôn đó. Vào trong đây. Yên tĩnh thiệt ha. Sao rồi, bây giờ cô thấy vui hơn chưa? Rõ ràng là cô chẳng hề biết vui. Nguyên nhân rất đơn giản, vì trong sơn động này chỉ có ba chúng ta. Có một người đang trong trạng thái sống dở chết dở. Chắc là cô không thể chủ động tìm ta nói chuyện. Ta mà còn không nói sẽ bị chán chết ngay tại đây luôn cho mà coi. Ta không muốn chết ở trong cái sơn động này đâu. Không còn muốn chết ở trong cái sơn động này. Theo lý mà nói, sơn động này phải là địa bàn của ông. Chắc ông phải biết rất nhiều thứ. Có phải bây giờ cô đang rất sùng bái ta hay không? Đừng, xin cô đừng bao giờ sùng bái ta. Nói cho cô biết một bí mật. Làm nghề của bọn ta, bán tin tức còn nhiều tiền hơn là bán binh khí nữa. Thiệt đó, đó mới là nghề thực sự của ta. Vậy ông có biết là bệnh hàng này của ngài ấy là do đâu không? Có cách chữa không? Không biết. Những người mắc phải bệnh này nhiều vô số kể, có đến hàng vạn kiểu. Ta đâu có biết hắn mắc kiểu nào chứ. Nhưng mà nhìn hắn như vậy cũng không phải mới bị ngày một kỳ hai đâu. Ta đoán là bị tự trong bụng mẹ rồi. À trời ơi, thật sự muốn chữa thì cũng được thôi. Mang theo lọ sưởi, bỏ thuốc bổ vào, không để bị cống, không để bị lạnh. Đoán chắc cũng có thể sống thêm được 20-30 năm nữa. Cái gì? 10-20 năm? Ừ. Nghiêm trọng như vậy sao?
Bệnh mang từ trong bụng mẹ là khó chữa dứt. Cũng may là hắn sinh ra ở nhà Vũ Văn. Nếu như sinh ra trong nhà khác thì không biết chết bao nhiêu lần rồi. Vậy ông xem thử ngày ấy có cách nào chữa được không? Đừng để ngày ấy chết ở đây. Cô đang ra lệnh cho ta đó hả? Tuân lệnh. Ai trời. Rất là vui lòng khi được làm việc cho cô. Ôi trời ơi, mạch đập của tên tiểu tử này sao mà mạnh dữ vậy? Suýt chút nữa làm gãy luôn móng tay của ta vừa mới vũa xong nữa. Chỉ riêng điểm này thôi, trong nhất thời hắn không thể chết được đâu. Đi tạm đi, nhiều nhất chỉ vài canh giờ, chắc chắn là hắn sẽ tỉnh lại. Cô phải tin ta chứ. Có phát hiện gì không? Đã kiểm tra tất cả rồi, trong đống đồ nát không có thi thể nào hết. Công tử chắc tạm thời vẫn an toàn. Bên phía hoàng phủ phái người đi xử lý cẩn thận, nhất định không được để người ngoài biết. Dạ. Điệp giả Đại Lương trăm phương ngàn kế, chắc chắn không chỉ là muốn làm hại công tử, nhất định còn ý đồ khác. Nguyệt Thất, người mau dẫn người đi đến chỗ nghỉ chân của chúng, không cần phải giám sát, cứ xông vào thẳng, không cần màng sống chết. Rõ. Tất cả các người đến khu rừng gần đây tìm cho thật kỹ, nếu phát hiện gì đáng nghi báo lại với ta ngay. Rõ. Trưởng quầy à, ông bán binh khí phải không? Đúng rồi. Còn bán thuật phá giải kỳ môn độn giáp và còn bản đồ của các nhà hào môn. Được lắm, thứ cô biết cũng không hề ít ha. Qua đây. Ông qua đây. Ê, sao vậy? Nghe. Ông đàng hoàng một chút. Sao vậy? Cái đồ nhỏ mọn kéo tay cũng không được nữa. Ta nói cho ông biết, ông nói chuyện đừng tự tin quá. Ta muốn mua ít đồ ở chỗ của ông, không biết chỗ của ông có không? Đồ tốt ở chỗ tôi rất là nhiều, chỉ xem cô trả giá được bao nhiêu mà thôi. Tiền không phải là vấn đề. Vậy thì tốt. Ông cũng nhìn thấy rồi, người nằm bên kia là công tử nhà Vũ Văn. Đợi bọn ta an toàn rời khỏi đây, hôm khác nhất định sẽ trả. Cô tự nhiên quá ha, hay là chưa tỉnh ngủ vậy? Ta dựa vào đâu mà phải ghi nợ cho cô chứ? Ta với cô không thân không thích, tại sao ta lại cho cô nợ? Không thể nào. Nợ hả? Không có cửa đâu cưng. Con người ta đó nha, chỉ cần thấy cô nương xinh đẹp thì sẽ trở thành một người rất có nguyên tắc. Ta cũng rất hận điểm này của mình. Thôi được, phá lệ một lần vậy. Nhưng ta có ý kiến này, có thể lấy cục gỗ không đáng tiền kia của cô làm cọc được hay không? Vụ mua bán này của ta coi như là lỗ to luôn rồi. Ý ông nói là cái này sao? Đúng vậy. Quả nhiên là không nhìn lầm, cái này y chang với một châu mà năm xưa Lạc Hà đã đeo ở trên người. Trời ơi, suy nghĩ cái gì nữa, quyết định nhanh đi. Trời ơi, ý của cô là sao đây? Vụ buôn bán hợp lý như vậy, chẳng lẽ cô còn chê không công bằng hay sao chứ? Đây là một thứ rất quan trọng, ta tuyệt đối không lấy nó ra cọc đâu. Tùy cô thôi. Tùy cô đó. Đồ của cô thì cô tự quyết định đi. Thật ra ta lấy thứ này chẳng để làm gì hết. Nó đâu có được gì. Có thể thay cơm được hả? Có thể làm rượu được hay sao?
có tác dụng gì. Có chuyện này ta muốn hỏi cô. Tiểu cô nương như cô, trên người cô thứ này, cô có biết một điệp giả tên là Lạc Hà hay không vậy? Cô có quan hệ gì với bà ấy? Chẳng lẽ thân thế của mình có liên quan tới Lạc Hà sao? Nữ điệp giả Lạc Hà. Vậy cô có biết 12 nhân kiệt hay không? Ta cần phải biết tới họ sao? Vậy phong vân lệnh chắc là cô phải biết chứ. Phong vân lệnh thì ta có chút ấn tượng. Vậy thì tốt quá. Vậy cô có thể nói cho ta biết tung tích của phong vân lệnh hay không? Tại sao ta phải nói cho ông biết? Nói hay lắm. Tại sao cô phải nói cho ta biết? Ta chính là thích cái dáng vẻ sảng khoái này của cô. Ta với cô vốn không phải là thân thích gì. Tại sao cô phải nói? Để ta nói cho cô nghe. Tại sao cô phải nói nha? Bởi vì ta muốn làm một vụ mua bán với cô. Cô gái à, không phải cô muốn mua vũ khí sao? Trên tay ta là thần binh lợi khí, cô cứ việc chọn một cái rồi cầm đi, ta sẽ không có ý kiến. Còn nữa, cô muốn biết tin tức gì, có thể nói với ta, ta sẽ cho cô một câu trả lời chính xác nhất. Nhìn dáng vẻ sốt ruột của ông ta, có lẽ sẽ moi ra được nhiều điều. Không ngờ quy lực của phong vân lệnh lại lớn như vậy. Lời này là thật chứ? Cô ra ngoài nghe ngóng thử xem, thả bảo thương ta làm ăn buôn bán ở chợ đen uy tín như thế nào. Một lời hứa giá ngàn vàng. Sao đây? Bây giờ có thể nói cho ta biết tung tích của phong vân lệnh rồi chứ? Ở trong tay 12 nhân kiệt. Trong tay 12 nhân kiệt hả? Chuyện này phiền phức to rồi. Sao lại ở trong tay bọn họ chứ? Là bị nữ điệp giả Lạc Hà cướp đi đó. Sao có thể được? Nữ điệp giả Lạc... Cô đang trêu ta đó hả? Có thú vị hay không? Có tin ta cắn cô hay không? Nói thật cho ta biết, phong vân lệnh rốt cuộc đang ở đâu? Ta không biết. Không thể nào, lúc nãy cô đã biết mà. Lúc nãy ta chỉ nói là có chút ấn tượng, ta không nói biết tung tích của nó. Đào Diệp, cô đi trước một bước. Ta cần phải đến một nơi, sau đó ta đến cổ mộ tập hợp với cô. Tôn chủ có chuyện gì không? Hay là để Đào Diệp? Không cần, ta tự đi là được rồi. Có chút thú vị. Tả bảo thương ta lăn lộn trên giang hồ bao nhiêu năm trời, nhìn qua vô số cô gái, hôm nay lại bị trúng kế trong tay của con tiểu nha đầu này. Ta không trêu đùa ông, những gì ta nói đều là thật. Được, nói thật cũng được, nói dối cũng không sao. Dù sao ta cũng không muốn ầm ĩ nữa. Ta ầm ĩ suốt ngày cũng mệt rồi. Ta vẫn chưa hỏi cô tên gì. Cô tên là gì vậy? Ta tên Tinh Nhi. Xin chào Tinh Nhi cô nương. Tả trưởng quầy, ta nói với ông như vậy, tuy ta không biết tung tích của phong vân lệnh,
Nhưng chỉ cần ông chịu giúp ta việc này, ta nhất định sẽ không để ông phải chịu thiệt trong vụ làm ăn này. Khó nói lắm, nhưng có một điều ta dám chắc, tiểu nha đầu cô chắc chắn không thiệt thòi đâu. Ông đừng nói như vậy mà. Tuy ta không biết tung tích của Phong Vân Lệnh, nhưng mà ta biết ta chắc chắn có liên quan tới Phong Vân Lệnh. Ta hứa với ông, một khi ta khôi phục trí nhớ, nhớ lại bất cứ chuyện gì liên quan tới Phong Vân Lệnh, ta lập tức sẽ nói cho ông biết. Tiểu cô nương, thì ra là cô đang bị mất ký hả? Không, chắc là mất trí nhớ rồi. Đồ ngốc, sao không chịu nói sớm chứ? Ta chuyên kỵ mất ký nè. Ta sẽ giúp cô tìm lại tất cả những ký ức đã mất trong não của cô. Ta nói cho cô biết, nếu cô cho ta trị bệnh cho cô, ta có thể giúp cô khôi phục hoàn toàn trí nhớ. Ông nói thật sao? Mời đi theo ta. Yến Tung ca ca, cạn nha. Cho nên Yến Tung ca ca, sau này huynh đừng quay về nữa, ở lại Trường An đi. Khí hậu ở đó không tốt, còn lắm gió cát. Mọi người nói phụ nữ ở đó chỉ cần qua 30 tuổi là da sẽ nhăn nheo với bà lão 70-80 tuổi vậy đó. Với lại đàn ông ở đó, ngoài cưỡi ngựa đi săn ra cũng không còn việc gì để làm nữa. Quan trọng nhất là nếu huynh rời khỏi Trường An, biết đi đâu tìm được bao nhiêu rượu ngon như vậy, với lại Thuần Nhi xinh đẹp như vậy chứ. Đúng, 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 đúng. Công chúa nói tất cả đều đúng. Được, vậy hai chúng ta nhất ngôn di định, huynh cứ ở lại Trường An với muội. Ê, không còn sớm nữa, trời sắp tối rồi, ta đi trước nha. Nè Yến Tung ca ca, ở lại đây đi. Được, nào uống với công chúa một ly. Nào nào nào, uống thôi, rót rượu nha. Nè, cạn. Cạn. Yến Tung ca ca, Yến Tung ca ca, Quỳnh sao vậy? Ta say rồi. Say hả? Quỳnh đừng hòng gạt muội. Muội cho Quỳnh biết, muội là Quỳnh nhột đó. Quỳnh còn nói là Quỳnh say nữa. Quỳnh dám gạt Thuần Nhi, để muội xem Quỳnh say giả hay say thật. Quỳnh xem, Quỳnh còn chạy trước kìa. Quỳnh rõ ràng là không hề say. Thuần Nhi, Yến Tung tham kiến Ngụy quý phi. Mẫu phi. Yến Tuân thế tử, khanh cũng thật là rảnh rỗi. Nơi này là thâm cung cấm quyển, đều là nữ quyền của hoàng gia. Một nam tử như khanh ở đây uống rượu mua vui, còn thể thống gì? Đây chính là quy tắc của phủ định Bắc Hầu Yến Bắc vậy đó sao? Mẫu phi, là con kêu Yến Tuân ca ca đến đây chơi với con đó. Ngươi đừng có trách huynh ấy. Công chúa say rồi, lời nói không phải là thật. Yến Tuân phụng lệnh tiến cung đến thăm Thái hậu nương nương. Yến Tung ca ca, sau đó ngẫu nhiên gặp được công chúa uống rượu ở đây, mới ngồi xuống xin một ly để uống. Là bản thân của Yến Tuân hành sự không đúng mực, mong quý phi nương nương tha tội cho. Nếu đã biết mình hành sự không đúng mực, vậy thì nên kiểm điểm thêm. Giờ đây cả hai người đều khôn lớn rồi, không thể giống trẻ con không biết chừng mực được. Mong thế tử sau này hãy tự cảnh tỉnh bản thân, đừng đến cấm quyển nữa. Mẫu phi, di thần nghe lời dạy, xin cáo từ. Yến Tung ca ca, con không có uống nhiều mà. Con thương là công chúa hoàng gia, ngay giữa ban ngày ban mặt lại ôm ấp với một người đàn ông không liên can, ra thể thống gì? Gì mà người đàn ông không liên can chứ, Quỳnh ấy là Yến Tung ca ca đó. Cậu ấy là ca ca nào của con? Thật ra Quỳnh ấy cũng chẳng có quan hệ ruột thịt gì với con. Sau này cũng có thể không làm ca ca của con. Thuần Nhi, ta nghĩ chắc là con phải hiểu. Con là công chúa đại ngụy tôn quý, hôn sự tương lai của con chắc chắn không thể tùy tiện như vậy. Tại sao không thể chứ? Thuần Nhi, giờ đây thiên hạ mới được thái bình vài năm thôi, có bao nhiêu môn phiệt thế gia lạc trong khói lửa chiến tranh, lại có bao nhiêu danh môn vọng tộc quá thành khói sương trong cục diện đó.
Nếu như nhìn lầm, không nhìn rõ, phụ lòng bản thân mình thì phải xử lý thế nào đây? Cách mà ta dùng gọi là thuật chúc do tổ truyền đó nha. Cô yên tâm đi, ta tuyệt đối không có làm tổn thương bất cứ chỗ nào trên cơ thể của cô đâu. Cái chén cô lấy gọi là canh chúc do, sau khi uống nó cô sẽ hôn mê. Lúc này ta sẽ dùng thuật chúc do ở bên cạnh thi pháp dẫn dắt cô, giúp cô tìm lại tất cả ký ức. Vậy chén còn lại? Chén còn lại thì càng quan trọng hơn. Chén này gọi là canh tỉnh giấc. Nếu như mà cô hôn mê quá sâu thì ta sẽ... Đây rõ ràng là nước thôi mà. Ta sẽ dùng nó tạt cho cô tỉnh lại. Lỡ như ta không tỉnh lại được thì sao? Bắt ta phải mạo hiểm lớn như vậy. Lỡ như ông nhân lúc ta hôn mê lấy trộm đồ của ta thì sao? Cô nói cái gì vậy? Ta có phải là kẻ trộm đâu. Ta trộm đồ cô làm cái gì? Hơn nữa trên người cô có thứ gì đáng tiền đâu chứ. Ta mà trộm đồ của cô, cô không nghĩ thử coi, nếu ta trộm đồ của cô có thể ra ngoài được hay không? Chúng ta không ai ra ngoài được. Ta trộm đồ của cô làm cái gì? Cùng lắm thì cướp xác của cô thôi. Ấy trời ơi, ta nói đùa thôi. Cướp xác của cô có được hay không chứ? Nếu ta cướp xác của cô, tên tiểu tử đó tỉnh dậy chém chết ta thì sao đây? Hơn nữa, cô không được suy nghĩ vấn đề như vậy. Tiểu cô nương à, cuộc đời chính là một cuộc mạo hiểm. Cô phải dám mạo hiểm. Cô mà không mạo hiểm thì làm sao đạt được mục đích chứ? Cô phải làm một... Tả trưởng quầy, như vậy đi, ông giúp ta thêm một gì? Ta muốn vào Cực Lạc Cát, ông có bản đồ không? Cực Lạc Cát hả? Không được, ta không thể giúp cô việc này. Tiểu cô nương như cô không thích hợp tới đó đâu. Ở trong đó rất nguy hiểm. Ở đó có cơ quan lấy mạng người. Hơn nữa ở đó còn có con thú cực kỳ lớn luôn. Ta biết chứ, nếu không thì sao ta phải kêu ông giúp đỡ cho ta? Ông cứ nói ta biết ông có hay không. Có. Chỉ cần cô đồng ý chấp nhận thuật chúc do của ta, giúp cô gợi lại ký ức, bây giờ ta có thể cho cô ngay. Thiệt sao? Nực cười. Thiên hạ rộng lớn, bản đồ ở đâu ta cũng có. Ngoại trừ bản đồ điệp chỉ thiên nhãn là không có. Cô nương à, cô nhìn kỹ bản đồ này đi. Bản đồ này khác hẳn với các bản đồ khác. Ở trên này có ghi rất rõ các cơ quan trong Cực Lạc Cát. Quan trọng nhất là ngay cả đường chạy trốn nó cũng ghi rõ mồn một luôn. Sao đây? Là hàng tốt có đúng không? Nếu ta đã lấy được bản đồ rồi thì ta không cần uống canh chút do nữa. À ngốc à, cô không muốn biết thân thế của mình thiệt hả? Đồ ngốc, suy nghĩ cho kỹ đi. Tất cả những điều xảy ra trên người của cô có thể dùng cách của ta để tìm lại. Ta thề, nếu như cô uống chén canh này, ta có thể tìm lại tất cả ký ức đã mất của cô. Ta thề đó. Nào, uống đi. Nào, uống nhanh đi. Uống. Đồng hề mê ly tư phương phiêu linh hề trung quy cố hương
hỗn độn hề, mê ly tứ phương, phiêu linh hề. Đi đi, đi mà tìm lại tất cả ký ức cô đã đánh mất đi. Ta cũng không muốn bắt con trải qua chuyện này, nhưng con là con gái ta, sớm muộn gì con cũng phải đối mặt. Ta không hy vọng khi ngày đó tới, con lại không có khả năng bảo vệ chính mình. Hàng băng huyết ta truyền cho con, nội lực quá bá đạo, con tạm thời vẫn chưa thể khống chế. Phải kết hợp với nội công tâm pháp ta truyền dạy, tăng cường luyện tập. Mai ta sẽ rời khỏi, nhanh thì một tháng, chậm thì nửa năm. Khoảng thời gian này, Lan Nhi sẽ chăm sóc con. Nếu nửa năm sau ta vẫn chưa về, thì con hãy đến nơi này tìm một người đàn ông họ Kinh. Đợi hàng băng quyết của con công lực đại thành, thì hãy mở viên ngọc này ra, nó sẽ cho con biết tiếp theo nên làm thế nào. Nhớ kỹ, cho dù có bao nhiêu kiếp nạn, dù sinh mạng mong manh như cỏ, con cũng phải kiên cường mà sống tiếp. Chỉ khi còn sống mới có khả năng vô hạn. Đừng chỉ nghĩ tới những chuyện đó thôi, hãy nghĩ tới những chuyện liên quan tới phong vân lệnh đi. Mau lên. Con à, sau này con sẽ tên là Kinh Tiểu Lục, con chính là con gái của Kinh gia, nhất định phải nhớ kỹ nha. Kinh Tiểu Lục à, ngoan. Nghĩ những cái điều này nữa. Nghĩ về những cái điều này thì làm được cái gì chứ? Tiểu Lục, Tiểu Lục, không hay rồi, mẹ con bị sử chém rồi, lần này phải làm sao đây? Kinh ba ba, hãy tha lỗi cho con không từ mà biệt. Giờ đây tính mạng mẫu thân đang ngàn cân treo sợi tóc, cho dù phải chết con cũng phải đi cứu người. Hãy nghĩ đến những việc liên quan đến phong vân lệnh đi. Nhanh lên, nhanh lên. Ai ở đây kia? Tại sao lại có một con ngựa kia vậy? Nhanh lên, đi tìm phong vân lệnh đi. Nhất định phải tìm được phong vân lệnh. Chính là ở đây. Để cánh cửa đó ra đi. Tiến vào. Để cánh cửa đi. Mẹ, mẹ. Mở nó ra. Bên trong đó nhất định có tin tức về phong vân lệnh.
tiến lên. Để cánh cửa đó ra đi. Xuống gầm tàu để phủ tìm bà ta đi. Ả ta đã mắc bẫy, bắt hung thủ, bắt sống ả. Cô là con gái của Lạc Hà. Người đã làm gì mẹ của ta? Muốn gặp mẹ sao? Chỉ tiếc là bà ta đã về nơi cực lạc rồi. Là người đã giết mẹ ta. Lạc Hà có võ công cái thế và thế lực triệu hội một phương, nhưng lại luôn muốn phóng thích nô lệ. Đúng là người điên nói mớ. Nếu như ta nói Lạc Hà là do cô giết, cô đoán người đời có tin hay không? Vậy thì hôm nay ta sẽ lấy mạng chó của ngươi. Hôm nay ngươi một cánh cũng khó thoát. Hết. Cái gì vậy? Người điên rồi hả? Chỉ cần một bước nữa thôi, bây giờ công sức bị quỷ hết tiêu luôn rồi. Công tử nhà ta đã tỉnh rồi, ông đừng ở đây nói năng linh tinh nữa. Ta đã bỏ cả mạng vào đây luôn rồi, ta nói linh tinh cái gì chứ? Lẽ nào ta không thể nói hay sao? Hắn đã quỷ hoại hai chúng ta. Lão đầu thối. Hai chúng ta. Công tử nhà ta đã tỉnh lại rồi, ông đừng ở đây nói năng linh tinh, có hiểu hay không hả? Hiểu rồi. Đã trì hoãn lâu như vậy, đám người đó đã đi từ lâu rồi. Ông cũng nên thả bọn ta đi đi. Hả? Thả các người đi. Đi đâu? Từ đầu ta đã nói rõ ràng rồi, thần tiên cũng không thể thoát được đâu. Không có khí, không có gió, ngọn lửa này sao lại động được chứ? Ngọn lửa thì đó có thể tự lay động được mà. Lúc con người đi, ngươi xem, người đi đó, coi đi coi đi, người cứ đi đi lại lại thì nó sẽ tự lay động thôi. Ngươi coi đi, như vậy cũng động nè. Chúng ta đã ở đây lâu như vậy rồi, không khí vẫn tươi mới, cái đó là lý do gì? Cửa tiệm phía trên của ông đã bị kẻ khác quỷ rồi, chỗ này cũng muốn bỏ luôn sao? Ngươi tưởng hai người các ngươi là ai chứ? Hai người các ngươi ở chỗ này còn phải ăn của ta uống của ta, ta ăn no rảnh hơn chắc à? Ta muốn giữ các ngươi đây làm cái gì chứ? Đi hết đi. Đi rồi thì đừng có quay lại nữa. Triệu tiền tôn lý.
Men theo con đường này, đi khoảng một nén nhang nữa, hai người các ngươi có thể thoát được đây rồi. Đa tạ. Dẫn đường. Ta sẽ còn quay lại. Ta nói cho cô biết cô đừng có hòng được quay lại đây nữa nha. Yeah.